Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mọi người nhớ xem, like, share và nhấn nút đăng ký ủng hộ. Bây giờ chuẩn bị tới làm cái vô đây ngồi phải không em? Ok, em vô đây đi. Ok. Đó. Ngày hôm nay thì là ngày khai trương lại từ đầu sau khi 2-3 tháng hoạt động tại địa chỉ 1112A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8. Thì ngày hôm nay là ngày buổi khai trương chính thức của bên tiệm bánh tráng trộn Diva Cát Thi. Thì vô đây ngồi đi em, vô đây ngồi. Thì hôm nay sẽ không có làm gì nhiều đâu mọi người, nó cũng là đơn giản và đơn điệu thôi, để phục vụ cho mọi người thấy cảm giác là thoải mái khi đến với em. Sợ em làm linh đình quá rồi mọi người ngại, mọi người không dám đến. Cho nên tụi em chỉ là em chỉ cần chỉnh chu lại xinh lét cho người đẹp Ngọc Quyền, vì hai tụi nó không có được đẹp trong mắt của em á. Thì em bữa nay em chỉnh chu lại cho hai tụi nó mặc bộ đồ đàng hoàng tử tế. Một đứa kia mặc đồ nó ôm gọn lại nhưng mà vẫn không gọn là con Ngọc Quyền. Rồi các con kia hoàn chỉnh là cho nó đẹp nhưng mà vẫn không đẹp là người đẹp xinh lét. Lét ra lét. Con đứng đó làm chi, trời ơi là trời sẽ bắt chó nó bắt mày. Thôi 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 má, má coi lại má. Trời ơi đây. Ủa nó cũng đâu vậy đó mà cũng mang ra dẹp tiệm của em luôn á. Mất dạy gì mà vô đây mày nói, mất dạy gì. Và thực sự cũng mà nói á, cảm ơn tất cả các nhân vật đã hỗ trợ cho các thi cũng như là tặng hoa tạm thời là như vậy. Thì đây là anh Khánh Nguyễn, là bên Phạm Nghiêm Trai. Phạm Nghiêm Trai đã tặng cho các thi một loãng hoa bông lan rất là đẹp và đặc biệt luôn. Thấy rất là thích cái này. Và kèm theo đó theo chị thêm chị quán nhậu 123 vô tại Phạm Thế Hiển. Phạm Thế Hiển. 553 Phạm Thế Hiển 123 vô. Mừng các thi Hồng Phát là chị Nhi. Thì cảm ơn chị Nhi rất là nhiều, tại vì chị Nhi cũng là người chủ quán nhậu ở 123 vô, rất là dễ thương. Và cũng luôn hỗ trợ trên tinh thần ăn uống cho mấy mẹ con em. Cũng như là những ngày mà Ngọc Quyền không đủ ăn thì chị Nhi hay lấy cái máng mà đổ cơm vô cho Ngọc Quyền ăn đó mọi người. Và đặc biệt hơn nữa thì cảm ơn anh Huy. Anh Huy là một người dạy nhạc. Thì anh Huy tặng cho các thi một lọn hoa. Và đặc biệt hơn nữa là vợ chồng Bèo Neo, là chính tay vợ chồng Bèo Neo ghim bông cũng như là set up cái chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa thì cảm ơn áo dài trang võ tại 44 Dương Tử Giang. Thì cảm ơn áo dài trang võ đã hỗ trợ cho các thi cũng như làm tặng cho một lọn hoa để mừng ngày khai trương ngày hôm nay. Thì thực sự mà nói á, hôm nay á là ngày chính thức khai trương, nhưng mà em có muốn cảm ơn tất cả các mọi người đã hỗ trợ và ủng hộ cho em trên tình thương mến thương trong hơn 2 tháng qua. Mở ra được 2 tháng rồi nhưng mà ngày hôm nay là ngày khai trương chính thức mà các thi phục vụ cho mọi người. Một trà đào trong đây, một trà đào, một sinh tố bơ. Rồi các thi sẽ dặm thêm những cái menu cũng như là sau này sẽ có gỏi khô bò đen do người đẹp Ngọc Quyền sẽ phục vụ. Gỏi khô bò đen giá có từ giá 30 tới 40, 35 vậy đó. Thì người đẹp Ngọc Quyền sẽ làm gỏi khô bò đen. Em nói rồi đừng làm gỏi khô bò đen, nhiều khi khách người ta ngại, người ta thấy nó đen đen người ta không dám ăn. Nhưng mà thật sự gỏi khô bò đen rất là ngon. Thì em có gợi ý người đẹp Ngọc Quyền làm gỏi khô bò heo đi, tại vì á người đẹp Ngọc Quyền nó hợp với heo hơn. Thì cho nên mới khuyến cáo đều làm vậy. Còn người đẹp xinh lét thì bây giờ cũng đang đại diện cho thẩm mỹ viện nào đó con. Thẩm mỹ viện nào quên mẹ rồi. Thẩm mỹ viện yêu cầu người đẹp Ngọc Quyền, người đẹp xinh lét đại diện cho thương hiệu nha mọi người. Tại vì nó đẹp quá, người ta yêu cầu làm đẹp á, cho nên đại diện cho thương hiệu thiên hiệu. Đúng rồi, thẩm mỹ viện Diêm Dương. Thẩm mỹ viện Diêm Dương. Diêm Dương. Cho nên mọi người nhớ ủng hộ giùm cho tụi em cũng như ủng hộ cho ba mẹ con em. Đây là đồng phục mà các thi đã cũng như là lên một cái design mới cho nó. Đây. Cái trang phục người ta đẹp quá, hai đứa này nó mặc như chú ôn chú ngục gì trời. Đây, tất cả các nhân viên cũng như là những người mà hỗ trợ cũng như là những lét ơi lét. Đừng mở đi sớm nó nóng á kìa. Thì ngày hôm nay xin mời mọi người đến với lại bánh tráng trộn Diva 1112A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8. Và mọi người luôn nhớ là các thi vẫn phục vụ mọi người tại 1000
2005 luôn nha mọi người nha, Cát Thi đang vẫn bán bên đó luôn, cho nên mọi người nhớ lưu động qua hai cái tiệm giùm em cho em nha, và hỗ trợ giùm em. Thì ngày hôm nay em cảm ơn mọi người đã thương mến Cát Thi. Thật sự Cát Thi nói thật sự á, cũng hay do hai vợ chồng bèo neo mà Cát Thi mới khai trương, mà cũng do anh Lê Long Dũng tặng hai tấm hình này thì Cát Thi mới quyết định là thay đổi cái phong cách nhà lại và design cho nó mới lên. Chứ thật sự Cát Thi cũng chưa có làm lại quán, và cô Cát Thi cũng chưa có ý định là khai trương, tại vì mình hồi nào giờ mình đơn giản nó quen rồi đó, cái mình buôn bán cái mình cũng không có muốn nó phô trương lên giống người ta. Nhưng mà tại vì bèo neo xuống dại với ông Tân Đà Lạt xuống dại, cho nên bây giờ Cát Thi mới mở khai trương ra. Nhưng thật sự á, làm rồi mới biết cái hay của nó. Mình phải có một ngày khai trương chính thức, thì ngày đó là ngày khai trương chính thức mình mới bước vào để mình làm ăn kinh doanh. Nhưng thực tế hồi nào giờ Cát Thi cũng đâu có, hồi đó về đây cũng có cúng bán hơn 2 tháng rồi đó, mà ngày hôm nay là mới có là ngày khai trương chính thức của tiệm bánh tráng trộn Diva. Thì cũng cảm ơn Bèo Neo nè, cảm ơn Tân Đà Lạt nè, cảm ơn Tú Lam, và cảm ơn anh Huy, và cũng cảm ơn bên Trang Võ, cảm ơn chị 123 vô, cũng cảm ơn tất cả toàn thể mọi người đã hỗ trợ Cát Thi trên tinh thần rất là nhiều. Thực sự phải có mọi người thì Cát Thi mới được ngày hôm nay, còn nếu không có mọi người thì em không biết em làm gì cho tương lai sắp tới và hiện tại. Nhưng thật sự có mọi người thì mọi người làm cho em một cái niềm tin để em vững chắc trong tiệm bánh tráng trộn Diva, một là cũng là một cái thương hiệu của em. Thì em cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì Ngọc Quyền có muốn lời, có cái lời gì nói không dạ? Thì hôm nay tụi em khai trương và tụi em sửa sang quán thì mới mẻ hơn để phục vụ mọi người. Thì mong mọi người cũng đến địa chỉ bên quán bên em là 1112A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8. Mày vừa nói mày vừa nhảy đi, giống như là mày vừa nói vừa nhảy đi. Mong mọi người đến đâu? Tụi em. Xe heo hả con? Quyền ra với gia đình người con ta đi. Nói rồi hôm nay con khai trương xong người ta mới bắt con đi. Còn á, hồi sáng mày có đọc email chưa? Chưa. Bên Thảo Cầm Viên nó gửi email về rồi đó. Làm gì gửi email nó gì? Nó nói là seamless là bây giờ là đang là động vật cuối cùng mà khỉ mà lai chó, cho nên nó phải bắt gì đó để nó giữ lại, để không thôi cái này sẽ bị tiệt chủng. Ủa sao bà về trước vậy? Mình ơn bà hả? Tội nghiệp dạ. Bye. Tội nghiệp ghê không? Từ Hà Nội mua vé máy bay bay vô đây thăm tôi. Bye. Giữ sức khỏe nha, mai mốt rảnh ghé chơi nha. Chuyện sau lại làm đứa con nha. Chuyện sau lại quậm kiếm đứa con nha mẹ. Đây là những cái cách hành lễ hồi sáng giờ mà Cát Thi làm. Cát Thi cũng như là Cát Thi được Bèo Neo cắm hoa. Đây là những cái màu phong thủy của Cát Thi. Đây là những cái màu phong thủy. Bà nội cha tụi mày làm cái gì vậy? Không phải con quỷ mắm vô. Hả? Trời ơi trời, mày làm cái gì vậy? Dọn ra khách, dọn dẹp cho. Dạ. Gì? Gì vậy? Ăn gì à? Con trai đó nghe. Bà mua gì vậy? Coi. Hello, cảm ơn Huệ Là Khoa, tặng chai dầu thơm. Trời ơi, chai dầu thơm này, chai dầu thơm rất là dễ thương. Lần đầu tiên mới thấy cái mẫu nó. Chị Huệ cũng có chia sẻ với con. À, thơm quá nè. Rồi mong mọi người á nhớ chia sẻ, cảm ơn nha. Uống sáng mỗi cái uống vô hả? Uống sáng. Uống hay nhai? Nhai uống. Nhai uống. Gì mà. Nhai xong rồi uống chán miệng vô. Đây là vợ của Simlet nha mọi người nha. Trời ơi là trời vợ cha gồng kìa. Nè, cha gồng nó quậm mà nó quýu cái cụ lặn nó luôn á. Dạ mong mọi người chia sẻ nha. Thật sự á, tại địa chỉ này mọi người đến đây nó rất là nhộn nhịp sau giờ chiều. Tại biết sao học sinh người ta ra trường á, học sinh ta tan trường á, ra rất là vui. Thấy không? Ngồi chơi nha, ngồi chơi đi, đừng có về sớm. Chưa nha,
Hả? Sao vậy? Mẹ em đi làm. Làm gì vậy? Ủa? Làm gái à? Quyền. Bà này làm nghề chung với mẹ hồi thời xưa nè con. Mẹ bà này làm nghề hồi thời xưa với mẹ nè. Bà nào? Bà này. Xưa giờ làm xích lô hả? Làm gái bà nội mày. Tao làm gái làm xích lô nào con quỷ. Đây là vợ của cha rồng nè. Vợ của cha rồng nè, lô diện vợ của cha rồng nè. Dạ mong mọi người yêu mến Cát Tiên, mọi người nhớ ủng hộ giùm cho Cát Tiên nha. À, thực tế mà nói á, tại các đánh của Cát Tiên hồi nào giờ nó không phải làm rơm rã rồi là náo nhiệt. Nó thích cái gì nó trầm lặng và tĩnh tâm. Cái gì mấy phần vậy em? Ok, chạy vô đi em. Nó không phải là như những bạn khác. Thì Cát Tiên cái gì nó càng đơn giản Cát Tiên càng thích. Nó là như vậy quen rồi. Cho nên nhiều khi Cát Tiên cũng hơi bị thất lệ với mọi người. Tại vì thay vì Cát Tiên phải làm một cái chương trình náo nhiệt để chào đón mọi người, nhưng mà bây giờ Cát Tiên thì Cát Tiên sợ, tại vì mình đang buôn bán đối diện trực diện là công an quận. Mình vuốt mặt mình cũng phải nể mũi, cho nên Cát Tiên không có dám làm linh đình lên. Tại vì mình buôn bán mình khiêm tốn tí xíu, Cát Tiên sợ. Tại vì gần đây là gần công an quận luôn á, cho nên mong mọi người thương mến Cát Tiên, mọi người chia sẻ giùm cho Cát Tiên, mọi người trên tình thương mến thương ủng hộ giùm cho Cát Tiên. Cảm ơn nha. Xin lét tiễn chồng con về con. Hồi nãy em yêu cầu nó hôn mẹ, mà biết nó làm gì không? Tao kêu qua hôn anh cái đi, nó làm nha. Trời ơi, cái mặt như chú ôn chú ngục gì gầu với sợ. Mọi người nhớ nha. Còn xin lỗi Quyền ơi, Quyền con chia sẻ vài câu với lại mấy anh YouTube với mẹ coi con. Đó bây giờ mấy anh chị nghe con em nói chuyện nha. Sao quà đi kha là kha là kha. Thang máy thì vừa chuẩn bị để chút xíu ra đón tiếp. Dạ đúng rồi. Thì hôm nay hiện tại bên em đang là địa chỉ là 1112A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8. Thì hôm nay bên em có khai trương lại quán và sửa sang lại quán để phục vụ mọi người. Thì em cũng mong là mọi người đến ủng hộ với mẹ con em. Tại vì hôm nay có tụi em có gũ chị Gián Tiên rồi qua chị em hội tụ đồ nữa, cho quậy bên đây nữa. Thì mong mọi người cũng qua đây chơi với tụi em. Nói chung là hôm nay á, tụi em sửa sang lại quán nhưng mà cũng có đầy đủ món ăn phục vụ mọi người. Thì sắp tới tụi em sẽ ra thêm nhiều món ăn nữa để phục vụ thêm mọi người. Và mọi người ơi, mọi người cứ yên tâm, mọi người cứ qua đây đi. Trễ bao nhiêu, nói chung là tụi em mở tới 2 giờ sáng nè. Quán bên đây thì đặc biệt là mở tới 2 giờ sáng. Vậy là đúng rồi, vừa hỏi cái thời gian là từ mấy giờ tới mấy giờ? Rồi, thì thời gian bên đây là nếu mà chính xác á là 10 giờ là tụi em sẽ mở. Nhưng mà tụi em sẽ hỗ trợ là ngồi lại phục vụ cho mọi người tới tầm 2 giờ tối là cùng. Tại vì nói chung là cái thời gian tụi em phải có thời gian nghỉ ngơi nữa, cho nên nếu mà ngồi lâu quá tụi em sẽ không mở tới 10 giờ tối luôn. 10 giờ sáng tới 2 giờ tối. 2 giờ sáng. Dạ đúng rồi. À anh Bình Định anh mới đi học phụ huynh về hả? Đúng rồi. Thì em cũng mong. Bữa nay khai trương là có tối nay có chương trình gì không? Dạ có. Hôm nay sẽ có một chương trình rất là đặc biệt nha mọi người. Thì nói chung là mọi người ơi, mọi người cứ đến địa chỉ 1112 đi. Thì tối nay tụi em sẽ có một cái chương trình văn nghệ nhẹ nhẹ phục vụ mọi người. Đó. Bye bye. Mình xin phép kết thúc video clip tại đây. Mời các bạn xem vào một video clip tiếp theo. Bye bye.